Xem ai đến đây nhờ. Ê cu, đầu xuân năm mới, nếu mà muốn giữ toàn thầy để mà xin lì xì, nôn cái con điện thoại đang trước mặt mày ra đây. Mọc lên, tao không có đùa đâu. Xước cái hộp rồi. Vẫn bán lại được. Nhưng mà này, rành con, nói sau đi ra ngoài mà cầm đầu điện thoại mới nguyên siêu như thế này á, cứ cẩn thận tao ấy, nghe chưa? Yes, sir. Nhưng đây là máy gì? Đây là con Redmi K60E. Ok, hôm nay tôi sẽ review cho các bạn xem chiếc điện thoại mà tôi vừa lấy được đây. Vâng, thưa các bạn, vị đây là con Redmi K60E, một trong những con đầu tiên đem về Việt Nam. Mình nhận được từ ngày mùng 1 Tết Dương, nhưng mà đến hôm nay mới lên video cho các bạn. Thì máy này mình mượn ở bên D-Store, vì thế anh em nào mà định mua thì mình sẽ để link bên dưới cho các bạn tham khảo. Con Redmi K60E này thì thực sự đã bảo nói, ngay cái thiết kế, có thể nói rằng là ba con K60E, K60 thường hay K60 Pro là gần như anh em sẽ không phân biệt được. Chủ yếu là nó sẽ có nhiều phiên bản về màu sắc khác biệt nhau ở chỗ đó, và mọi người sẽ thấy là cái mặt lưng con này trông khá là đẹp. Mặt lưng thì là màu đen, tuy nhiên các bạn thấy là hai cái bên cạnh nó làm giống kiểu là vân carbon, trông cũng khá là lạ mắt. Tất nhiên đây toàn bộ là nhựa nha các bạn, nó sẽ không có phải làm từ kim loại hay vật liệu gì cao cấp sang trọng đâu. Cảm giác khi cầm con này thì rất là ổn, bởi vì sao, nó bo cong nhiều, các bạn cầm trong tay rất khoái. Tuy nhiên cái cụm camera này này thì rất nhiều người nhận xét bảo là ui, tôi cứ tưởng đây là điện thoại Vivo, bởi vì trông nó rất giống cụm camera của con X70 Pro. Và phải công nhận là nó có nhiều sự chia sẻ với nhau về ngôn ngữ thiết kế. Thậm chí mình lấy con này, mình đeo cái ốp lưng của X70 Pro thì vừa khít chuẩn cái cụm camera luôn. Có thể nói các hãng tàu thì cũng cứ xào đi xào lại ngôn ngữ thiết kế của nhau chứ chả có sáng tạo quá gì cả. Sản phẩm của chúng ta thì rất có thể trong thời gian tới về Việt Nam chính hãng sẽ có mang cái tên là Poco, chứ sẽ không phải là cái tên Redmi, thì anh em không có gì lạ. Nhưng mà mình phải nói về cái điểm mạnh của con này là nếu trong phân khúc 7 triệu đồng thì đây là một trong những cái điện thoại có màn hình đẹp nhất mà các bạn có thể mua được. Các bạn không có gọi là nghe nhầm đâu, bởi vì đây là màn hình của nó có độ phân giải là 2K+. Tần số quét của nó lên đến là 120Hz. Và đây là công nghệ màn hình OLED. Các bạn thấy là mặc dù đang ngoài trời ở Hà Nội như thế này, mình vẫn có thể nhìn rất rõ nha. Màu sắc, chi tiết, phông chữ, mọi thứ đều tốt ở trên cái con điện thoại này của chúng ta. Và bởi vậy nên đây là một màn hình quá là tuyệt vời. Nhưng nó vẫn có những điểm trừ. Mình có thể thấy rõ đó là cái màn hình này nó hơi bị ám vàng. Và theo thông tin thì cái màn hình này sử dụng của hãng TCL chứ không phải là của Samsung hay một số thương hiệu mà có đem lại chất lượng màn hình cao như kiểu của LG chẳng hạn. Vì vậy nên mà điều này mình nghĩ là hợp lý. Không thể có một màn hình OLED độ phân giải cao xịn mà với tầm giá tiền 7 triệu được như thế là các bạn tham lam quá. Nên mà cái chất lượng tấm nền OLED này sẽ không quá cao cấp, nhưng mình khẳng định là một trong những con tốt nhất ở trong tầm giá tiền này. Sau đó có lỗi gì không thì tôi không biết. Và đây nó sẽ có cái camera là 20MP, là đục lỗ rất bé. Và đây là một trong những cái camera mà tôi có thể khẳng định là tệ nhất tôi từng chụp. Các bạn nhìn thấy hai tấm selfie của tôi không nhìn giống người luôn, bởi vì không hiểu sao mặc dù đầy đủ sáng nhưng mà hiệu ứng phần mềm đang làm cái gì đó. Tôi tắt AI, tôi tắt cả làm đẹp nhưng mà cái mặt trông rất là kinh. Nên tóm lại là camera selfie trải nghiệm nhanh của tôi là thế tệ. Nhưng mà bù lại được cái camera sau. Con này camera sau cũng là một cái điểm mạnh nữa khi được trang bị cả là chống rung quang học OIS và họ đã in hẳn lên đây. Và trong tầm giá tiền này của chúng ta thì camera 48MP của nó là đáng tiền nhất thôi. Còn lại ultra wide 8MP và cũng như là cái ống kính hỗ trợ macro là 2MP thì vứt. Và kết quả là những cái tấm ảnh mình chụp đủ sáng của máy là khá ổn áp. Thứ nhất là tốc độ chụp nhanh và lấy nét tốt, màu sắc cái độ chi tiết thể hiện lên ngon. Bật tắt AI với tấm ảnh này thì chủ yếu là nó cái tấm có AI sẽ làm màu xanh tươi và bắt mắt hơn thế thôi. Tuy nhiên chụp thiếu sáng thì vẫn như mọi cái con tầm trung khác của Xiaomi, nó là nó bị bệt. Các bạn nhìn thấy những cái tấm này chụp mặt thằng nam này, chi tiết của nó sẽ không nhiều, tóc tai thì bệt hay kể cả là mặt thằng hải. Và ngoài ra nữa thì mình quay video thử rồi thì tất nhiên là camera này của nó quay video trong nhà thiếu sáng nó sẽ rất là tối, chi tiết của nó sẽ không nhiều, và đặc biệt nữa là khi chụp ảnh thiếu sáng lấy nét của nó không quá tốt, nó dễ bị ảo nét. Như mình chụp con vịt ở đây các bạn thấy là vài tấm mới ra được một cái tấm mà lấy nét tốt nhất. Tự chung lại là camera ổn khi mà có hỗ trợ quay video 4K 30fps, có chống rung quang học OIS thì rõ ràng đây là một chiếc điện thoại có camera sau đã được cải thiện một cách đáng kể. Nhưng mà gọi là tuyệt vời, xuất sắc nhất thì mình chắc là phải suy nghĩ thêm ấy. Phải có những cái máy khác so sánh nha anh em. Và về hiệu năng thì con này cũng được trang bị cho chúng ta, đó chính là cái vi xử lý là MediaTek Dimensity 8200. Con này là một cái con máy chạy khá là mát với 3D Max, các bạn có biết không ạ? Là sản phẩm này của chúng ta có cái độ ổn định của nó lên tận là 98,7%. Rất là ổn định trong quá trình sử dụng, hiệu năng cao nhất khi mà test stress test mà là bản extreme, tức nghĩa độ phân giải cao. Và các bạn thấy là pin của nó sụt không quá nhiều,
khi mà pin chúng ta sụt từ 53 xuống 46% sau một quãng thời gian test rất là dài, nhiệt độ lên đến 40 độ. Và cái Wildlife Extreme này của nó là đạt 1517, nói chung là một con máy mạnh mẽ. AnTuTu Benchmark của sản phẩm này cũng dễ dàng đạt lên tầm khoảng là hơn 800.000 điểm. Nói chung là với 7 củ thì đây là một con điện thoại có cấu hình cũng tốt nữa. Về chơi game thì phải chờ sự tương thích. Với những cái game thì có lẽ là bên BMW Studio sẽ làm đánh giá chi tiết thử cho anh em. Còn mình là mở hộp trên tay nhanh và mình cũng không phải là người chơi game, mình không quan tâm lắm. Nhưng mà với MIUI bản ROM tàu, với cấu hình mạnh này thì máy này chạy rất mượt, không gì phàn nàn. Pin của nó thì sẽ là 5.500 và các bạn sẽ có cả sạc nhanh là 67W. Thì khi bạn mua trong hộp thì các bạn sẽ có tặng luôn, tôi mở hộp cho anh em xem. Đây, trong này chúng ta sẽ có một cái củ sạc 67W và một cái cáp sạc. Đó, chỉ thế thôi. Và tất nhiên chúng ta sẽ có một cái ốp lưng silicone này. Đó. Và mọi người khi mua máy thì cái màn hình này cũng đã được dán sẵn cho chúng ta rồi. Thì mình thấy là cái chiếc điện thoại này vẫn giữ một số cái điểm đặc trưng của Xiaomi. Ví dụ như là các bạn thấy này, ở dưới này chúng ta sẽ có loa ngoài, cổng sạc C, khay cắm SIM, hai SIM. Và bên trên nó vẫn giữ là mắt hồng ngoại điều khiển từ xa cùng với một cái loa thứ hai nữa. Và với sản phẩm này của chúng ta thì cảm biến vân tay là sẽ đặt ở bên hông phải kèm với phím nguồn chứ không phải là vân tay trong màn hình đâu. Với giá thành như thế này thì mình thấy là màn hình là thứ đáng tiền nhất, cấu hình của nó cũng rất là ok. Còn về camera hay là những yếu tố khác thì phải trải nghiệm thêm nhiều. Và đánh giá so sánh thì các bạn có thể xem trên video của Vật Vờ Studio. Và chúc anh em một năm mới thật nhiều niềm vui. Đợi đến Tết âm tôi lại chúc lại một lần nữa nha. Hẹn gặp bạn các video lần sau. Và đừng quên, đã Tết rồi, hãy mua ngay ốp lưng Pikapi. Bởi vì đây là phiên bản Pikamel Limited dành riêng cho những người dùng iPhone từ iPhone 11 đổ lên. Đang có mức giá cực kỳ tốt cho các bạn. Và hẹn gặp bạn các video lần sau nha. Bye bye. Give it to me now. Ui, khủng long kìa. Ngạc nhiên chưa?